Xin chào các bạn, tôi là Phùng Văn Hòa. Tôi muốn đem tới cho các bạn một bất ngờ lớn trong khoa học với những video mà các bạn sẽ xem sau đây. Tôi sẽ chứng minh ánh sáng là sóng dọc. Nói chính xác hơn, ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng dọc. Tôi không đưa ra đây một quan niệm mới, thay vào đó, tôi chỉ rõ bản chất của ánh sáng. Đây là công trình nghiên cứu khoa học mà tôi đã tự tiến hành từ hơn 10 năm trước, và các video này là kết quả của nghiên cứu đó. Tôi sẽ cho các bạn thấy mâu thuẫn của Einstein trong lý luận về ánh sáng của ông ấy, phân tích cho các bạn rõ sai sót trong thí nghiệm của Thomas Young và một số thí nghiệm ánh sáng khác. Tôi tạo những video này thành hai phiên bản, một dành cho người Việt và một phiên bản có phụ đề tiếng Anh dành cho các bạn quốc tế. Tôi xin chân thành cảm ơn nhiều bạn đã thực hiện các thí nghiệm về sóng, tạo các video và đưa các hình ảnh liên quan đến chủ đề này lên mạng để tôi sử dụng cho việc chứng minh ánh sáng là sóng dọc. Điều này giúp làm tăng tính khách quan cho nghiên cứu của tôi. Trước khi đi vào chi tiết, tôi có một đề nghị nho nhỏ là xin các bạn đừng vội vàng đánh giá khi chưa hiểu được những điều tôi nói, bởi tôi phải sử dụng rất nhiều lập luận, nhiều thí nghiệm khoa học và một số ứng dụng thực tế, bao gồm cả các thiết bị mà các bạn đang sử dụng để làm sáng tỏ điều tôi muốn nói với các bạn. Chủ đề này khá rộng lớn và tôi phải làm nhiều video. Các bạn đăng ký kênh để được theo dõi liên tục. Vâng, có thể các bạn đã biết hiện đang tồn tại nhiều quan niệm, nhiều nghiên cứu về ánh sáng đã được các nhà khoa học thực hiện và đề xuất. Như ánh sáng là sóng điện từ, ánh sáng có lưỡng tính song hạt, ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt hay là ánh sáng là hạt di chuyển dưới dạng sóng. Hiện nay, giới khoa học đang muốn khép lại vấn đề ánh sáng khi cho rằng ánh sáng có lưỡng tính song hạt, bất chấp những bất cập còn tồn tại trong mối quan niệm về sự di chuyển của ánh sáng đang thịnh hành. Mối quan niệm phù hợp với thực tế trong trường hợp này nhưng lại không phù hợp với thực tế trong trường hợp khác là một minh chứng cho sự chưa đúng của các mối quan niệm đó. Thưa các bạn, ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy mọi thứ, giúp chúng ta nhận thức thế giới, nhưng chúng ta lại không nhìn thấy ánh sáng. Chính vì không nhìn thấy ánh sáng nên ánh sáng trở thành bí hiểm. Khám phá về ánh sáng sẽ giúp chúng ta biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về vũ trụ, về chính cuộc sống của chúng ta và giúp chúng ta sống tốt hơn. Để có thể đi sâu vào vấn đề chính, tôi chỉ nêu sơ lược các quan niệm về bản chất của ánh sáng của người xưa và của các nhà khoa học. Tôi cũng chỉ nêu một số trong đó có ảnh hưởng lớn tạo nên hai trường phái, đó là hai quan niệm, ánh sáng là song ngang và ánh sáng là hạt. Mỗi quan niệm đều đưa ra các lý lẽ để bảo vệ quan niệm của mình, nhưng lại không đủ lý lẽ để bác bỏ quan niệm kia. Quan niệm ánh sáng là sóng dọc được đề xuất bởi Christian Huygens, nhà vật lý học người Hà Lan. Ông cho rằng ánh sáng lan truyền trong không gian cũng giống như sóng được sinh ra khi ta ném một viên đá xuống ao, nó sẽ chuyển trên khắp mặt nước. Quan niệm ánh sáng là sóng được củng cố thêm bởi kết quả thí nghiệm hai khe của Thomas Young, người Anh, và Augustin Fresnel, người Pháp. Fresnel là người đầu tiên cho rằng ánh sáng là sóng ngang chứ không phải là sóng dọc. Có rất nhiều thí nghiệm có vẻ đã chứng minh được rằng ánh sáng là sóng ngang. Và với James Clerk Maxwell, nhà vật lý người Anh, thì ánh sáng chính là cuộc hôn phối giữa điện và từ, hay ánh sáng là sóng điện từ chứ không phải là sóng cơ học. Quan niệm ánh sáng là hạt được đề xuất bởi Newton khi ông phát hiện ánh sáng trắng sẽ chuyển thành bảy sắc cầu vồng khi đi qua một lăng kính. Newton quan niệm ánh sáng có tính chất hạt. Hạt ánh sáng được coi như những dòng hạt đặc biệt nhỏ bé được phát ra từ các vật phát ánh sáng và bay theo đường thẳng trong môi trường đồng chất. Nhưng Newton đã không bảo vệ được quan niệm này khi xuất hiện thí nghiệm của Thomas Young. Một thí nghiệm làm xuất hiện quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng, mà cụ thể là sóng ngang, do kết quả thí nghiệm cho thấy xuất hiện các vân sáng tối xen kẽ như hiện tượng giao thoa. Tôi sẽ mô phỏng lại thí nghiệm này và chỉ ra sai lầm của nhận định từ thí nghiệm đó của các nhà khoa học. Quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt được Einstein nêu lại và được bảo vệ bởi định luật quang điện và hiện tượng phản xạ. Với sự ra đời của định luật quang điện thì rất khó để nói rằng ánh sáng không di chuyển dưới dạng hạt, bởi sự chính xác của định luật này và rất nhiều ứng dụng của hiện tượng quang điện. Einstein cũng được nhận giải Nobel cũng từ định luật này. Nhưng Einstein cũng không bác bỏ được hoàn toàn quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng điện từ khi không thực hiện lại thí nghiệm của Thomas Young, không giải thích được hiện tượng khúc xạ và một số hiện tượng ánh sáng khác.
Đây là một thực tế chỉ ra sự bất ổn của quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt. Sự tồn tại đồng thời hai quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt và di chuyển dưới dạng sóng ngang trên cơ sở khó bác bỏ của mỗi quan niệm đã dẫn đến các quan niệm dung hòa. Ánh sáng có lưỡng tính song hạt, hoặc như theo Broccoli, ánh sáng là hạt di chuyển dưới dạng sóng. Quan niệm ánh sáng có lưỡng tính song hạt chỉ mô tả được về hiện tượng mà chưa nêu được bản chất của ánh sáng. Còn quan niệm của Broccoli không được nhiều người ủng hộ bởi nó không mô tả được quỹ đạo di chuyển của hạt ánh sáng. Vậy những quan niệm này thật sự đã ổn thỏa hay chưa? Và nó giúp chúng ta dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh di chuyển của ánh sáng hay không? Tôi sẽ làm rõ điều này. Trước tiên, tôi muốn cho các bạn thấy sự bất ổn của quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt qua hai mô hình sau. Mô hình đầu tiên là cho ánh sáng chiếu xuyên qua một cái bình chân không bằng thủy tinh. Những ai đã học vật lý đều có thể đã biết rằng tốc độ di chuyển của ánh sáng trong chân không xấp xỉ 300.000 km/giây và trong thủy tinh xấp xỉ 210.000 km/giây. Einstein đã dựa trên những thực nghiệm đo đạc tốc độ ánh sáng trong chân không để đưa ra tiên đề 2 của thuyết tương đối hẹp. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu nguồn phát ánh sáng nằm bên trong bình chân không như tôi vẽ TSC1 thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng khi nguồn phát ánh sáng nằm bên ngoài và tia sáng đi xuyên qua bình thì vấn đề sẽ khác. Ở đây, tôi bỏ qua yếu tố khúc xạ và sự chính xác của tốc độ ánh sáng qua các môi trường khác nhau vì điều này không cần thiết cho mô hình. Điều tôi muốn các bạn chú ý là sự thay đổi tốc độ di chuyển của ánh sáng tại các vị trí thay đổi môi trường. Khi đi từ môi trường không khí vào môi trường thủy tinh, tốc độ ánh sáng giảm do chiết quang của thủy tinh lớn hơn không khí. Khi đi vào vùng chân không bên trong bình, tốc độ ánh sáng tăng lên do chiết quang của chân không thấp hơn. Nếu như ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng thì việc nó tăng tốc đột ngột từ 210.000 km/giây lên 300.000 km/giây không có gì phải bàn cãi vì đây là tính chất của sóng. Tốc độ di chuyển của sóng không phụ thuộc vào năng lượng sóng mà phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. Còn ở đây, chúng ta đang xét tới sự di chuyển dưới dạng hạt của ánh sáng. Theo Einstein, hạt ánh sáng có khối lượng khi di chuyển. Mà chúng ta đã biết rằng để thay đổi tốc độ di chuyển của một hạt hay một vật thể có khối lượng thì phải cung cấp cho nó một gia tốc. Mà muốn có gia tốc thì phải có một lực đặt vào hạt hay vật thể đó. Đặt một lực lên hạt là cung cấp cho hạt năng lượng để thay đổi tốc độ di chuyển. Tại sao cần có năng lượng để tăng tốc cho hạt ánh sáng? Câu hỏi này được suy ra từ chính công thức nổi tiếng của Einstein, E bằng MC bình phương. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn việc đặt một lực vào hạt ánh sáng dưới tác dụng của trường hấp dẫn trong mô hình mà tôi sẽ trình bày sau. Còn ở đây, một câu hỏi lớn là hạt ánh sáng lấy năng lượng ở đâu để tăng tốc từ 210.000 km/giây lên 300.000 km/giây khi nó đi từ vỏ bình thủy tinh vào vùng chân không bên trong bình và tăng tốc rất đột ngột. Nếu không trả lời được câu hỏi này thì không thể bảo vệ được quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt. Có ai trả lời được câu hỏi này không? Tôi đưa ra đây thêm một cơ sở nữa cho câu hỏi này. Các hạt ánh sáng hay các photon theo cách gọi của Einstein được giải phóng từ các điện tử khi các điện tử này chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp trong các phân tử. Phần năng lượng chênh lệch giữa mức cao và mức thấp này là năng lượng ban đầu cung cấp cho các hạt ánh sáng di chuyển với tốc độ 300.000 km/giây. Các điện tử này chính là nguồn sáng. Khi tia sáng đi qua vỏ bình thủy tinh, nó không những không được cung cấp thêm năng lượng mà còn bị mất năng lượng do tương tác với vỏ bình thể hiện qua việc làm nóng vỏ bình. Việc hạt ánh sáng bị mất năng lượng lại có thể tự tăng tốc sau khi đi ra khỏi vỏ bình là điều rất vô lý trong khoa học. Thật đáng tiếc khi đã không có ai nêu điều này cho Einstein khi ông ấy còn sống. Chúng ta còn thấy một lần tăng tốc nữa của ánh sáng trong mô hình này khi tia sáng thoát ra khỏi vỏ bình và đi vào môi trường không khí bên ngoài bình. Tôi không đi sâu vào các kiến thức vật lý liên quan đến vấn đề này mà chuyển sang mô hình thứ hai là mô hình thấu kính hấp dẫn. Khái niệm thấu kính hấp dẫn do Einstein đưa ra dựa trên quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt. Theo Einstein, các hạt ánh sáng khi di chuyển gần các thiên thể và trong vùng tác dụng của trường hấp dẫn của thiên thể đó sẽ bị lực hấp dẫn của thiên thể làm lệch hướng di chuyển và hội tụ tạo nên thấu kính hấp dẫn. Có một quan sát thực hiện trong năm 1919, cách đây 100 năm trước, dường như đã chứng minh cho quan niệm này và lực hấp dẫn bẻ cong đường đi của tia sáng hiện vẫn đang được sử dụng để xác định khối lượng vật chất tối.
Chúng ta đã biết rằng các vật thể có khối lượng nằm trong trường hấp dẫn của quả đất nói riêng và các thiên thể nói chung sẽ chịu một lực hấp dẫn, khiến chúng bị kéo về phía thiên thể đang áp đặt lực hấp dẫn lên chúng. Lực hấp dẫn này cung cấp cho vật thể một gia tốc, được gọi với một tên riêng là gia tốc rơi tự do. Độ lớn của nó được tính bằng công thức G như trong hình vẽ. Gia tốc rơi tự do mà trái đất của chúng ta tác động lên mọi vật thể trong trường hấp dẫn của nó, nếu tôi nhớ không nhầm, là khoảng 9,8 m trên giây bình phương. Các hạt ánh sáng di chuyển theo quan điểm của Einstein là có khối lượng. Trước khi chúng đi vào vùng ảnh hưởng của lực hấp dẫn, chúng di chuyển theo đường thẳng. Gia tốc của chúng theo mọi hướng bằng 0. Vận tốc của chúng c bằng 300.000 km trên giây. Chúng ta có thể gọi đây là sơ tốc của hạt ánh sáng. Khi di chuyển trong trường hấp dẫn, lực F tác động lên các hạt ánh sáng như trong hình vẽ. Độ lớn của lực tỷ lệ với tích của hai khối lượng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai vật thể mà các bạn nhìn thấy ở đây. Trong công thức, G là hằng số hấp dẫn. Lực F có thể phân tích thành hai lực F1 và F2. Trong đó, lực F1 cung cấp gia tốc theo phương tác dụng của lực F1, làm tăng tốc độ di chuyển của hạt ánh sáng theo phương này lên từ mức 0 và do đó làm hướng tia sáng. Các tia sáng ở phía đối diện bị uốn cong theo chiều ngược lại, tạo nên thấu kính hấp dẫn. Một câu hỏi được đặt ra là, nếu lực hấp dẫn của các thiên thể cung cấp gia tốc rơi tự do cho các hạt ánh sáng đi gần chúng, thì có cung cấp gia tốc đó cho các hạt ánh sáng đi thẳng vào thiên thể không? Tôi thể hiện trên hình vẽ bằng tia SC2 vuông góc với tiếp tuyến của bề mặt của thiên thể. Và tôi muốn dừng lại một chút để cho các bạn suy nghĩ về câu hỏi này. Xin quay lại vấn đề. Tôi không biết có bao nhiêu người trả lời là có và bao nhiêu người trả lời là không, bởi sẽ xảy ra những vấn đề cho mỗi câu trả lời. Những ai trả lời có là những người sẽ phủ định tiên đề 2 trong thuyết tương đối hẹp của Einstein. Tiên đề này phát biểu như sau: tốc độ ánh sáng trong chân không là đại lượng không đổi trong tất cả các hệ quy chiếu quan tính. Điều này có nghĩa là khi một hạt ánh sáng bay từ mặt trời lao thẳng vào trái đất trong một cái ống chân không, sẽ không hề thay đổi tốc độ của nó trong suốt quãng đường từ mặt trời đến trái đất. Đây là điều vô lý, bởi hạt ánh sáng, theo Einstein, khi đang di chuyển sẽ có khối lượng. Mà đã có khối lượng thì nó sẽ chịu tác dụng của trường hấp dẫn. Nó sẽ nhận được một gia tốc dương hay âm tùy thuộc vào hướng di chuyển của nó là cùng hay ngược chiều với lực hấp dẫn. Công thức tính vận tốc của hạt ánh sáng trong trường hợp này sẽ là V bằng C cộng GT. Như vậy, với vận tốc ban đầu là 300.000 km/giây và nhận thêm gia tốc tạo bởi lực hấp dẫn, thì hạt ánh sáng sẽ không thể duy trì tốc độ là một hằng số khi di chuyển thẳng từ mặt trời đến trái đất. Nó sẽ di chuyển chậm dần trong trường hấp dẫn của mặt trời và tăng lên khi đi vào trường hấp dẫn của trái đất. Và như vậy, tiên đề 2 của Einstein đã bị những người nói trường hấp dẫn có tác động lên sự di chuyển của hạt ánh sáng bác bỏ. Và trong số những người này, tôi vui mừng thông báo là có cả Einstein. Và hơn thế nữa, ông là người đầu tiên bác bỏ tiên đề 2 khi ông ấy đề xuất thấu kính hấp dẫn. Nếu các bạn nhìn vào mô hình thì sẽ còn thấy tia S1 đi gần thiên thể còn được tăng tốc theo phương di chuyển bởi lực F2 phân tích ra từ lực F. Có nghĩa là tất cả các hạt ánh sáng khi đi vào vùng tác dụng của trường hấp dẫn của thiên thể đều được tăng tốc. Và nếu sơ tốc ban đầu là 300.000 km/giây thì chúng ta có tốc độ vượt tốc độ tối đa được Einstein quy định. Hiệu ứng tăng vận tốc bởi lực hấp dẫn được áp dụng trong thực tế cho nhiều con tàu khám phá vũ trụ, khám phá sao Mộc, khi các nhà khoa học thiết kế quỹ đạo bay cho các con tàu đó đi gần các hành tinh. Các bạn thấy đấy, một con tàu vũ trụ có khối lượng khổng lồ so với một photon vẫn tăng tốc được bởi lực hấp dẫn thì không có lý do nào cản trở tốc độ hạt ánh sáng vượt quá giới hạn quy định của Einstein khi chiếu một tia sáng từ một máy bay đang bay xuống mặt đất. Các bạn cũng không nên nói rằng đường đi của tia sáng cong là do nó di chuyển trong không gian bị uốn cong, bởi Einstein là người thông minh. Ông ấy đã sử dụng khái niệm thấu kính hấp dẫn, chứ không phải khái niệm khác, một cái tên khác để mô tả hiện tượng này để tránh vấp phải những câu hỏi khó. Những ai trả lời là không thì sẽ bảo vệ được tiên đề 2 của thuyết tương đối hẹp của Einstein.
nhưng sẽ được xếp vào đội ngũ những người chống lại hiệu ứng tạo nên thông kính hấp dẫn của các thiên thể, đồng thời bác bỏ luôn sự tồn tại của vật chất tối, bởi việc xác định sự tồn tại của vật chất tối dựa trên hiệu ứng thông kính hấp dẫn. Thưa các bạn, có lẽ tôi không cần trình bày thêm mà muốn đưa ra nhận định rằng đã có rất nhiều người khi theo dõi đến đây đã nhận ra một vấn đề nghiêm trọng trong nhận thức hiện nay xuất phát từ mâu thuẫn trong lập luận của Einstein. Vâng, Einstein đã tự mâu thuẫn với chính mình khi vừa đưa ra tiên đề 2 trong thuyết tương đối hẹp, vừa đưa ra quan niệm trường hấp dẫn bẻ cong đường đi của tia sáng. Đây là hai sự đối lập không thể dung hòa với nhau được. Chúng phủ định lẫn nhau và chỉ có một trong chúng có thể tồn tại. Vậy điều nào trong hai điều này tồn tại được? Câu trả lời là tiên đề 2 có cơ hội tồn tại nhiều hơn. Còn thấu kính hấp dẫn thực tế là không hề tồn tại. Sự bẻ cong tia sáng đi gần mặt trời quan sát được trong năm 1919, một quan sát giúp Einstein nổi tiếng, đơn giản chỉ là sự khúc xạ của tia sáng khi di chuyển qua các môi trường khác nhau chứ không phải là hiệu ứng của lực hấp dẫn. Các tia sáng bị bẻ cong bởi các lớp khí quyển của các thiên thể, các khối khí lạnh khổng lồ trong vũ trụ do sự khúc xạ chứ không phải là do lực hấp dẫn. Chỉ có thấu kính khoa học chứ không có thấu kính hấp dẫn. Ngay trên mặt đất, hàng ngày chúng ta đều được chứng kiến sự bẻ cong ánh sáng mặt trời vào lúc sáng sớm và lúc hoàng hôn. Sự bẻ cong tia sáng bởi sự khúc xạ giúp chúng ta nhìn thấy mặt trời trước khi nó nhô lên khỏi đường chân trời và sau khi nó đã lặn. Không công nhận sự tồn tại của thấu kính hấp dẫn cũng có nghĩa là không công nhận sự di chuyển dưới dạng hạt của ánh sáng. Mà không công nhận sự di chuyển dưới dạng hạt của ánh sáng cũng có nghĩa là phủ định định luật quang điện. Mà định luật quang điện của Einstein là cái không thể phủ định. Đây là những mâu thuẫn trong nhận thức của nhân loại đến thời điểm này. Và chỉ đến thời điểm này bởi nó đã được giải quyết. Sự giải quyết đó thể hiện ngay trong tiêu đề của những video clip này, đó là ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng dọc. Câu hỏi đặt ra là tại sao ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng dọc mà không phải là sóng ngang? Sự di chuyển dưới dạng sóng dọc sẽ giúp giải quyết được mâu thuẫn vừa nêu như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong các video clip tiếp theo. Cũng xin nói thêm rằng tôi không phải là người đầu tiên đưa ra quan điểm ánh sáng là sóng dọc. Tôi chỉ chứng minh điều này. Các bạn đăng ký kênh để sớm nhận được những video tiếp theo và chia sẻ cho mọi người biết, bởi nó sẽ dẫn đến sự thay đổi về nhận thức. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.